close till I get up. Time is barely on our side. Welcome tất cả anh em trở lại kênh DHPG của mình hôm nay. Lại tiếp tục với game mới Epic Magician Evolved, mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày 1 và ngày 2. Video này thì anh em chú ý cho mình mấy cái quan trọng đây. Đầu tiên quan trọng nhất là về phần tướng. Game này nếu mà có thời gian anh em cố gắng zone ra cho mình HDS. HDS này tăng cơ đầu game khá là ngon. Nếu anh mở hên quay ra cộng với mở dương ra Mavis thì anh em lên một tầng cao mới. Mavis này khi thức tỉnh nó sẽ kích hoạt đồ tại bất kỳ đồng đội nào bỏ mạng nó sẽ tăng cho toàn team vô địch cộng với tăng công. Mình không rõ là lúc đầu nó vô địch 1 hay là 2 lượt, nhưng mà về sau nó búp vô địch tận 3 lượt. Đã thế còn búp thêm công nữa. Và có tướng búp vô địch thì chắc chắn là nó cũng có tướng xóa. Nó là Kona Wendy. Anh em mở không quay ra, ngày 7 có. Mở tính ra Wendy này trong cái tính năng gì anh em kiếm rất là dễ luôn. Để Wendy khi thức tỉnh, khi dùng tất sát sẽ có tỷ lệ xóa tất cả búp của toàn địch, trong đấy có cả vô địch. Ở đầu game ấy, mình nhớ là có hai tướng. Đầu tiên là Wendy, thứ hai là Kona tướng S. Đâu nhở? Hồi tí mình nói sau. Cái câu đấy hiện tại mình đang chơi. Ngoài ra lúc đầu game ấy, Makazo tỷ lệ ra cũng cao này, chơi cũng được. Con này búp khiên nhau team, cộng với Kona Blue này cũng búp khiên nhau team, nhưng mà Makazo ngon hơn. Về sau có thể anh em chơi khá là lâu. Ngoài ra ấy, anh em chú ý thêm cho mình 3 con đêm 2S. Thứ nhất là lôi đăng viêm Latsu, con này đêm ngon này. Thứ hai là con tướng Lạp, mình nhớ lên VIP 6 cộng với gói 20 đô là sẽ được. Đây nó là con Kabuza. Và cuối cùng anh em chú ý cho mình con God Cedella. Con này kỹ năng AOE, quan trọng nó sẽ có tỷ lệ choáng. Mở tỷ lệ choáng rất là cao, đã thế đêm nó cũng to nữa. Đấy, anh em chú ý cho mình con này. Lúc đầu game mình phân vân khá nhiều giữa dương 1 cộng với dương 4. Mình nhớ dương 4 là có tỷ lệ ra Wendy, Kabuza cộng với con Serena. Còn là dương 1 sẽ có tỷ lệ ra con HDS, Luxy, Blue. Quan trọng là có Mavis nữa, nhưng mà Mavis tỉa rất là thấp luôn. Có bạn chơi bản chung mở 100 dương mở chỉ được có 3 Mavis. Đấy anh em có thể thấy tỉa rất là thấp luôn. Thường thường mấy con tướng ngon tỉa rất là thấp. Đấy về phần tướng anh em chú ý mình. Đầu game chú ý tanker HDS cố gắng zone ra. Tiếp đến là Makazo, xong đến Blue cộng với Wendy. Còn tướng đêm anh em chú ý con Good Stella, Kauza cộng với con lôi viêm long Latsu. Và đầu game thì anh em dồn cho mình con tướng S. Tướng 2S chủ yếu là về sau thôi. Chắc là vài tháng đầu anh em sẽ dồn Lassert. Còn ám lôi Lassert cộng với Lassert áo trắng thì nó là một em ơi. Ám lôi là thời trang. Mình nhớ là lên VIP 6 là nó cho luôn thời trang của Kauza. Đầu game anh em mở zone ra đét, rồi anh em dồn mắc Lassert là cực ngon luôn. Ngoài ra thì anh em chú ý thêm cho mình mấy con S cơ bản. Đầu tiên là con Pain. Con này nó ngon ở cái bị động thứ 3. Khi bị công nó sẽ có tỷ lệ tăng hành động cho team. Khi anh em vào trận chiến thì ở góc 7 giờ nó sẽ có thanh hành động. Nó tính tổng là 100%. Úp thêm 26% tức là nó tăng thêm 1/4 đoạn đường. Kè để cuối ô mình đánh vài trận PK cho anh em xem. Ngoài ra anh em chú ý cho mình con phai tóc xanh này. Con bên này mình nhớ là qua mất 4 đã được phở đi này. Kiểu gì cũng có. Con pha này cũng vậy. Mình nhớ đi tính năng gì hay là gì gì sẽ có dương chọn 3 tướng, trong đấy sẽ có pha. Pha này ở kỹ năng tất sát thì nó sẽ búp thêm 15% hành động cho team, cực phẩm luôn. Ngoài ra ấy, thì anh em chú ý thêm cho mình búp máu Zubia cũng được này. Còn một tướng nữa, nếu anh mà không quay ra HDS tank, chú ý cho mình con tanker Leon. Con Leon này nó có cái biểu động thứ 3 thì phải. Đúng rồi. Khi bị công nó sẽ có 50% đóng băng địch một hiệp. Lên level 2 là 55%. Nói chung là tỷ lệ rất là cao. Và game này nó sẽ có mèo Kala. Con này anh em có thể hiểu là mảnh ba lăng tướng. Nó có thể thay thế để anh em lưng tướng. Đây ví dụ như mình lưng cái con bên này phải không?
Game này thì huấn luyện nó ngang ngang tăng sao. Đây, một là anh em dùng copy, hai là anh em dùng mèo Kala để thay thế. Mình nhớ lúc đầu game anh em cày chuẩn là sẽ kiếm được ba mèo Kala. Nếu mà có tướng mà kiểu gì game này anh em cũng kiếm được tướng thôi. Lạ sớt đầu game kiếm rất là dễ. Thứ nhất có trong làm đầu, thứ hai thứ ba thì ở mấy tính năng anh em cũng kiếm được. Về phần này tí mình sẽ nói sau. Đấy về phần tướng anh em chú ý cho mình. Anh em mà chưa biết chơi tướng gì cứ chơi cho mình. Đây bốn con lên trận là Lazard, Hades, Marco cộng với con bên. Bốn con phụ trợ là con Blue, Fire, Wendy cộng với con Zoya. Mặc dù cái này nó có thêm kỹ năng chính nhưng mà đầu game anh em không cần để ý quá nhiều. Lúc đầu cứ chơi mấy con tướng ngon cho mình. Mà tính ra con Zoya này mình cho vào cho có thôi. Mình cho nó hỗ trợ cho con Lazard. Tại vì Lazard này đêm chính nó sẽ không dùng kỹ năng của tướng hỗ trợ. Game này tướng hỗ trợ thì nó sẽ không được lên trận. Nó ở bên ngoài chỉ được dùng kỹ năng. Khi mà đến lượt của tướng chính thì anh em sẽ có hai lựa chọn. Một là dùng kỹ năng của tướng chính, hai là dùng kỹ năng của tướng hỗ trợ. Đây là mấy con tướng hỗ trợ anh em chỉ kiếm nội tại tất sát thôi. Tính ra game này ao trình tướng với game khác khá nhiều. Nếu anh mà không phối được team, không có tướng là anh em cực thọt đầu game luôn. Đây là này, để cho anh em xem luôn. Mốc lạp, đây đã lạp 60 kim cương tức là 20k. Lực chiến gần 200k. Quả về VIP 3 này, ngày đầu tiên anh em vào phúc lợi. Đây kéo xuống cuối anh em mua số 100, 300 VIP là lên luôn VIP 3. Anh em cày chay cùng VIP 3, mở lạp đầu cùng VIP 3. Lên tính ra anh em làm đầu chỉ lời thêm la sớt cộng với 5 vé quay, 100 thẻ quét, đây 100 thẻ huấn luyện thôi. Tính ra trên không nhiều, còn là về tướng hay hết về sau mình không rõ là anh em lên như nào. Nhưng mà đầu game anh em dồn mắc lập đầu la sớt, đây như con tướng VIP được chiến có 58k, mở đây là bạn top 1. Đấy bên dưới có hơn 20k, không xin nhê. Còn là mèo 2S này thì nó cũng như mèo Kala, là thay thế mảnh vạn năng tướng 2S. Còn là bình thường mấy tướng khác thì nó chỉ có hơn 10k thôi. Nó chỉ có hơn 10k thôi. Nhưng mà riêng lạp đầu la sớt thì ao chỉnh luôn. Đây hiện tại mình đang là top 2. 94k dưới. Top 1 94k8. Mà tính ra nếu mà mình có thằng nguyên up là top 1 luôn. Anh em thấy lạp đầu căng không? Gần 100k đêm chính. Không biết giờ anh em lạp vài trăm lực chiến bao nhiêu. Nhưng mà hiện tại la sớt mình gần 100k. Còn là về lực chiến tổng hình như mới 110 mấy. Đây phao bản mình đang top 2 này. 12.29. Top 1 12.37. Trên không nhiều anh em ơi. Về sau map ao chỉnh khá nhiều. Còn về thành phố trên mây mình đang top 3. Mình tiếu level tướng em ơi. Giờ mà leo được là mình lên luôn tầm 95 đến 100. Nói chung là dưới bạn top 1. Đây lực chiến hiện tại mình đang top 4 em ơi. Top 4 luôn. Lực chiến 174k. Anh em thấy ghê không? Lạp đầu em ơi. Nếu mà lạp vài trăm này chắc chắn là sẽ hơn khá nhiều. Để đồ giá mình hạng gần 100. Không lạp không quay tướng thì chắc chắn là hạng thấp rồi. Còn bang thì mình top 4 này. Đang cố gắng xin vào top 1 anh em ơi. Đây tuyển chuyến soi qua cho anh em con đêm. Bình thường mấy con tướng phụ chỉ có hơn 10k thôi. HS 16k. 13. 14. 11. 10. Đây Wendy có 7k này. Zoya có 5k. Tính ra tổng tất cả 7 con tướng này không bằng con đêm. Đầu tiên là level 120. Đang thiếu thẻ đăng cấp để lên level 121 trở lên. Đây trang bị hai món đỏ này. Đây em thấy không? Vô điện mình mắc cộng 10. Hơi tiếc nhở. Game này vô điện nó cho cộng 10 thôi. Không biết về sau có cộng 20, cộng 30 không? Để mình xem tướng hay nào. Đây tướng 2S thì có lên 20. Nói chung là tướng S này anh em chỉ chơi đầu game thôi. Về sau anh em phải thay dần tướng 2S. Mà tướng đêm như mình nói anh em chú ý cho mình ba con. Về sau mình không rõ có tướng nào không. Nhưng mà hiện tại chú ý cho mình ba tướng. Viêm Long Lasso, Kauza cộng với con Serala. Và lúc đầu game anh em chú ý thêm cho mình phần doanh trại ngoài map. Đây ngoài map nó ở góc 5 giờ. Doanh trại tham hiểm này anh em sẽ kiếm được tướng
Và trong ấy sẽ có thể ra tướng S và tướng 2S. Đây cho anh em xem luôn. Đây tướng đầu tiên này. Bình thường là ra tướng Lam. Đầu tiên chỉ có tướng Lam thôi, bỏ qua. Thứ hai này. Đây thứ hai anh em sẽ có 2% ra tướng Cam. 1% ra tướng đỏ. Tướng đỏ thì sẽ có 4 con. Trong đấy có Wendy cộng với con VIP 6 Kabuza. Nếu anh em mở reset ra hai con này thì lên lấy. Để tiếp đến là khoang thứ ba. Sẽ có thể ra ba tướng MHS cộng với Blue đầu game xài được. Nhất là HS. Tiếp đến là khoang thứ tư. Anh em sẽ có thể ra Wendy. Khoang này ra đỏ chỉ có Wendy thôi. Và cuối cùng này nó sẽ có 3% ra Wendy và 1% ra Tinh cộng với Zhoge. Mở bên hai này ngon không? Nhưng mà Wendy đầu game mà được này. Đây tính ra lát sớt có tận 25%. Anh em mở reset thì tỷ lệ ra rất là cao. Nếu đầu game anh em mở chưa có lát sớt thì anh em vào trong này. Rồi anh em reset, quên quên. Reset ở ngoài. Để nó là cái xoay tròn này. Mình nhớ reset một lần là tốn 50 điểm tình bạn. Một ngày anh em có 1.000 điểm. Mở chưa chắc ra reset. Có ngày là kiểu gì cũng có 1-2 con trong ngày rồi. Anh em chú ý cho mình. Mình nhớ con last hurt này mình cũng quay ô tốn gần 1.000 điểm tình bạn. Cộng với 15 cái lệnh bài la mày mới kiếm được last hurt. Nói chung là về phần này hên su thôi. Anh em mở hên tầm hơn 10 lệnh bài là có tướng. Còn riêng anh em mở su là sẽ hơn 20 lệnh bài. Nói chung là muốn kiếm tướng thì anh em phải tích nhiều lệnh bài. Giờ lát sớt mình mắc rồi, chắc là mình sẽ tích lệnh để kiếm tướng 2S. Hiện tại bây giờ ấy, 2S mình có rồi. Wendy ngày 7 cũng có. Rồi mình xem lại nào. Mở trong này mã vít không có nhờ. Khéo khi mình sẽ cố gắng thiết kế kiếm hai con tướng mới này. Không biết có anh em mới chơi không biết cái trang trại không. Tại vì game mới nhiều tính năng quá, anh em nhìn rất là rối mắt. Bình thường anh em vào map khéo khi anh em còn không để ý cái treo máy. Đây treo máy là anh em nhận treo máy cộng với tăng tốc. Đây 6.000 khá là ngon này. Anh em leo hải càng cao thì càng được nhiều tài nguyên. À quên, còn là về vé tăng tốc thì anh em cứ mua mắc hàng ngày cho mình. Anh em đổi 300 điểm VIP là một ngày sẽ được mua 3 lần. Rất là ngon. Game này anh em cứ đổi VIP cho mình. Còn là về tướng kiểu gì anh em cũng đủ thôi. Nếu anh em mở cái chuẩn là ngày 3 sẽ đủ chứ phay tay. Còn là về chứ 105. Tầm ngày 4 ngày 5. Đây tại arc này mình đang map 12. 12 chứ 30. Đây map 12 có tận 2 chương. Mốc cuối là 12 chứ 40. Ở server mình vẫn chưa có ai qua map 12. Khéo khi ngày mai mình up sớm là người đầu tiên qua map 12. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về tiệm vinh dự. Về tiệm thường này. Anh em chỉ cần reset vài lần thôi. Lúc đầu anh mở thiếu nhiều cái thẻ đẳng cấp này mua không được. Còn lại vé quay anh em bỏ qua. Vé quay anh em mua ở cái tiệm thương nhân ngon hơn. À quên, anh em chú ý cho mình về tiệm thần bí. Anh em mở theo dõi kênh của mình quá quen thuộc đấy. Khi anh em đi map cộng với anh em tăng tốc sẽ có tỉa ra thương nhân, nó sẽ ở dưới này và vào shop thì nó ở trên cùng. Thế là 2 tiếng khi mà anh em ra thương nhân thì anh em dừng quét map, đợi khi nào hết thương nhân thì anh em mới quét. Còn riêng anh em mở ra thương nhân rồi anh em quét hết thì khá phí tài nguyên trong thương nhân. Mình nhớ thương nhân nó bán vé quay nó có hai cái, đầu tiên là
50 hay là 75, thứ hai là hơn 100 kim cương. Nói chung là rất là rẻ. Còn về tiệm ma đầu này anh em đổi mắc vé quay cho mình, về sau chắc chắn đổi tướng hay hết rồi. Tiệm gui anh em đổi mắc vé quay, rồi đến thẻ đăng cấp, xong rồi đến thẻ huấn luyện. Nói chung là thẻ tăng cấp cộng với thẻ huấn luyện anh em thiếu cái nào anh em đổi đấy. Và quan trọng là thẻ tiệm ánh sáng. Đầu game này anh em đổi ngon nhất là tướng. Nhưng mà nếu anh em mà có tướng ngon rồi, anh em không muốn test nhân phẩm tướng thì anh em có thể đổi 1 đến 2 dương trang bị. Bậc 7 là trang bị đỏ. Nếu đầu game anh em mà hên ra trang bị đỏ, mờ ló cộng công, đã thế còn tăng chỉ số thì anh em sẽ tăng thêm rất là nhiều. À khoan, tính ra chỉ số chỉ lúc đầu thôi, về sau anh em dùng một tướng thì phần trăm nó ngon hơn. Còn về tướng thì anh em chú ý cho mình nhờ. Dương 1 và dương 5, ăn à nhầm dương 4. Dương 1 thì nó sẽ có 5 tướng. Đầu tiên ngon nhất là Mavis, thứ hai là Luxy, thứ ba là Hades, thứ tư là Blue. Và con là cuối cùng mắc phế luôn. Nếu anh em mở ra 1 đến 4, nhất là 1 là anh em cực ngon. Còn về Mavis thì tỷ lệ rất là thấp luôn. Mình nhớ có bạn gì mở 100 dương, mở chỉ ra có 3 Mavis, tính ra nó có tầm 3 đến 5% tỷ lệ thôi. Còn về dương 4 thì hai con đầu tiên cộng với Wendy là ngon này. Mở tính ra Wendy anh em kiếm free nhiều, chủ yếu là hai con đứng đầu, nhất là con đầu tiên. Lúc đầu game mình rất là phân vân giữa dương 4 và dương 1. Nhưng mà giờ mình thấy anh em mở dương 1 nó sẽ ok hơn. Anh em mở hên ra Mavis là đi map cực phẩm luôn. Giờ mà chơi lại server mới, cho mình sẽ đổi mắc dương 1, kiếm Mavis rồi mình đổi dương 4. Tính ra đầu game anh em chỉ cần chú ý cho mình mấy cái cơ bản đấy thôi. Đây cuối ô mình sẽ hướng dẫn một vòng luôn cho anh em xem. Game này cứ chạy từng bước một. Đầu tiên là về tháp mộc cảnh. Về tướng thì anh em chú ý cho mình ban đêm. Đầu tiên là Lôi Long Lasso, thứ hai là con Cetella, và thứ ba là con Kauza. Và anh em chú ý thêm cho mình con tướng S bên, cái con mà tăng hành động cho team đấy. Còn là về búp mới trang bị thì anh em ưu tiên công cộng với sát thương bạo rồi ấn bạo. Nói chung là đi rất dễ luôn. Anh em mở đi full 30 ấy là sẽ làm 2 Kala tương đương với 2 tướng. Còn là về chiếc mộ thì anh em không dùng kim cương, có dùng chắc chỉ có dùng đầu game thôi. Vui nếu anh em được vào vui tốt thì càng ngon. Tiếp đến là về khiêu chiến. Về phó bản này anh em cứ đi bắc rồi anh em càng quét thôi, khá là dễ. Còn là về hình thức cốt truyện, cốt truyện này chắc là chỉ có cái thứ tư là anh em không tìm được hai dương cuối thôi. Về dương cuối thì anh em phải nhặt đồ, mỗi map sẽ có một đồ, đây mình cho anh em xem luôn. Còn về 1, 2, 3, 5 này đi rất là dễ. Anh em cứ đánh hết quái rồi anh em nói chuyện với LBC. Còn bot thế giới anh em nhớ đánh bot lúc 20 giờ. Bot duy trì 30 phút. Tính ra từ ngày đầu đến bây giờ mình chưa đánh bot lần nào. Tàn quê em ơi. Còn về trận chiến vương giả anh em phải qua map 12.20 thì nó mới mở tướng 2S. Phải có tướng thì anh em mới được khiêu chiến. Về này chắc chắn anh em sẽ ưu tiên tướng 2S nếu có. Còn về tướng S kiểu gì lúc đầu game anh em cũng mắc thôi. Game này thì 4 giờ sáng reset. Và quan trọng anh em chú ý cho mình ủy thác. Ủy thác này ấy, nó sẽ có mốc ủy thác ngày. Đây tại mình đang ủy thác level 80. Level là level 4 tướng em ơi. 4 tướng của em lên level càng cao tài nguyên càng nhiều. Về tài nguyên mấy mốc đầu, nó không ngon em ơi. Đây mốc đầu tiên được xu này. Mốc thứ hai được thẻ tăng cấp này. Quan trọng, nếu anh em mở lên được 4 tướng level 80 là sẽ có thẻ ra trang bị bậc 7. Đây nó sẽ có thẻ ra từ bậc 5 đến bậc 7. Nói chung là ra trang bị gì cũng được.
we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Về đại hội này anh em nhớ làm mới để đánh hạng cao nhất. Làm mới này nó không có CD nên là anh em cứ làm mới thật nhiều, hạng cao thì em đánh. Đây tính ra nó chỉ có mấy tiếng ăn ấy thôi, khá là easy. Đây ải 90 anh em phải cần 4 tướng level 85 trở lên. Và anh em chú ý thêm cho mình đội trưởng. Về đội trưởng này anh em chú ý chỉ số tăng thêm. Còn về chỉ số mình thấy ngon nhất là sát thương bạo, rồi đến tốc độ, tỉa bạo cộng với tăng sát thương và công. Đấy video này anh em chú ý cho mình mấy cái quan trọng đấy. Thôi game mình xin dừng video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.